Hello mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người nấu cái món này cũng khá là đơn giản và khá là tiện để cho mình có thể ăn sáng và ăn nhẹ nha. Cái món này có tên gọi là bánh ướt. Nguyên liệu mình cần chuẩn bị đó là chả lụa nè, thịt nè, dưa leo nè, giá nè và bánh ướt nha. Rồi còn có là hành phi nữa và thêm một chút cao mùi nha. Và nguyên liệu không thể thiếu đó là chanh, tỏi, ớt và nước mắm nha. Để một xíu á, mình làm nước mắm chua ngọt ăn kèm với bánh ướt nè. Sau khi mình mua bánh ướt về á, thì mình bắt đầu trụng bánh ướt cho nó nóng lên và cho nó mềm ra. Sau đó thì mình quậy nước mắm chua chua ngọt ngọt với tỷ lệ là 100g nước mắm, 100g đường và 50g nước cốt chanh nha. Rồi sau khi là mình đã chuẩn bị xong hết rồi giá thì mình luộc nè, sau đó mình để qua một góc, rồi sau đó xắt dưa leo, rồi xắt rau mùi nhỏ ra, rồi chả lụa, rồi thịt mình cũng xắt lát mỏng ra luôn, rồi đó bánh nước mình vớt ra như vậy đó. Tiếp theo đó mình sẽ xắt bánh nước ra dĩa nha, để sao cho nó hấp dẫn và cho mình cuốn hút để mình ăn cảm thấy ngon hơn nha. Nãy mình quên nói là do mình đang thực hiện giãn cách xã hội 14 ngày nên những cái món này là mình đều để đông và sau đó mình gã ra và mình nấu lên nha. Và tổng hết những nguyên liệu mình làm nè, có giá là 30k, có thể ăn được 3 người. Trong đó chả lụa là 10k, bánh ướt là 5k, thịt là 5k, rau củ này nọ là khoảng 5k. Rồi chanh ớt, rồi nước mắm mình làm, những nguyên liệu đó thì khoảng 5k nữa là 30k nha. Do mình có sự chuẩn bị từ trước rồi, từ khi nghe chỉ thị 15 á, là mình đã bắt đầu là mình mua mỗi cái một chút. Tôm, mực, cá, tép gì đó thì mình để tủ đông nè, rau củ á, thì mình để ngăn mát. Rồi mình chia ra những phần nhỏ 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 mình ăn gì đó để trong vòng 14 ngày mình có thể không ra đường nhưng mà vẫn có thể nấu những món ngon mình ăn mình thích nha. Và mình cũng nên cần chuẩn bị một số thuốc thông dụng như là ho nè, sốt nè, nhức đầu nè, cảm nè và có thể là đau bụng nữa để mình có thể sử dụng trong cái đợt giãn cách này và mình không cần phải ra đường nha. Thật ra cái đợt giãn cách này nó không có cấm mình mà đi ra ngoài mua những nhu cầu thiết yếu nhưng thiệt sự là mình nên cẩn thận vẫn tốt hơn nha. Thôi nãy giờ nói nhiều quá rồi, tiếp tục tới phần ăn của mình nha. Thì nước mắm á, thì nãy á, mình làm á, là nó cũng tỷ lệ chuẩn, nó cũng hơi mặn một xíu, mình có thể ăn cơm và ăn những cái thứ khác. Nhớ kỹ là 100g đường, 100g nước mắm, 50g nước cốt chanh nha. Tỏi ớt gì đó thì mọi người cứ muốn để theo sở thích của mình, cái đó thì nó không có chiếm phần quan trọng nhiều lắm đâu. Nhưng mà nếu các bạn quên bỏ tỏi với ớt á, thì nó sẽ không có hấp dẫn và nó không có dậy mùi nước mắm lên đâu nha. Khi nãy á, mình trụng bánh nước lên á, thì bây giờ nó còn rất là nóng và rất là mềm và ngon nha. Chả lụa thì mình dùng chả lụa gân nên nó ăn rất là giòn giòn và sực sực. Còn thịt thì mình luộc rồi mình chan nước mắm chua ngọt lên á, ăn nó rất là đã luôn. Bởi vì mình thấy cũng nấu cái món này cũng khá là đơn giản, chủ yếu là nước mắm là mình phải làm cho nó ngon thôi. Và nó cũng khá là rẻ để cho các bạn tiết kiệm trong cái đợt giãn cách này, chỉ với 10k thôi nha. Và mình uống thêm một ly trà trái cây nè, mọi người nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ mình.